Hello, xin chào tất cả các bác đã xem kênh của em. Hôm nay là công việc như thường ngày, em lại tiện một sản phẩm, đó là một cái cháp đựng trầu. Gỗ hôm nay em làm là một cục gỗ hương đá Nam Phi, đường kính 24, cao 17 cm. Tiện khoét rỗng bên trong nhá các bạn nhá. Đây, khoét rỗng như hình đây, khoét rỗng bên trong. Bạn nào có nhu cầu tiện như vậy thì alo cho em nhá, có sản phẩm nào muốn tiện sưu tầm thôi. Những cái hàng như thế này thì em chỉ tiện sưu tầm thôi các bác nhá. Các bác nào có gỗ quý, gỗ gì, gỗ xưa, gỗ gì yêu cầu là một hai cái thì em làm gọi là làm kỷ niệm thôi các bác nhá. Cái này thì hàng này thì sản xuất số lượng nhiều thì nó lỗ công, bởi vì làm rất là cầu kỳ, tiện ra là một sản phẩm mất rất nhiều thời gian. Anh em xem kênh thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nghề tiện gỗ năm nay đói kém nên mình chỉ quay video để quảng cáo thôi. Mà các bác có nhu cầu tiện cái gì thì đây là những cái sản phẩm mà chúng em làm được nha. Các bác có nhu cầu cái sản phẩm tương tự như thế vậy thì alo cho bọn em. Cửa hàng của chúng em là ở số nhà 32 đường Nhà Thờ, tổ 14, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ thì em đã ghi ở dưới video nhá các bác nhá. Qua chuyện gì thì số lượng nhiều hay ít thì chúng em đều làm hết nhá. Chúng em có cả máy CNC để tiện những đồ để chính xác cao nhá. Thank you.
xem kênh thì cho mình xin một lần like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh nhá, để ủng hộ kênh của mình ngày càng phát triển nhá. Chứ thợ mộc hôm nay nói kém quá, mà quay video thêm để kiếm thêm lượt like, lượt tương tác, để kiếm thêm khách hàng. Các bác ở gần xa ở đâu thì đừng còn em đá nhá, chúng em tay nghề thấp kém làm chỉ được như vậy thôi. Bác nào cần có nhu cầu tiện trụ cầu thang, tiện con tiện cầu thang, hay tiện đôn, tiện lục bình, tiện gì thì cứ liên hệ qua chúng em nhá, giá cả hợp lý. Cảm ơn anh em rất nhiều đã xem video. Anh em xem hết video để xem em hoàn thiện luôn cái tác phẩm nha.